Rồi, xin kính chào quý chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Anh chị em nào mới xem đến video này thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Đồng thời tạm dừng lại video, bấm tặng mình một like để kênh của mình được giữ được nhiều tương tác và nhiều người biết đến kênh mình hơn. Dân xin chân thành cảm ơn quý chị các bạn đã quay trở lại và vẫn tiếp tục như những lần trước thôi, mình vẫn tiếp tục quay cho anh em xem. Đây là một cái trung tâm thương mại đồ cũ hoàn toàn mới, nay mình quay lần đầu tiên thì vẫn lại tiếp tục quay cho anh em xem một số các cặp loa và một số dòng âm ly theo mình thì vô cùng đẹp. Thì clip này vẫn đang thực hiện tại Nhật Bản anh em nhé, cách thành phố cảng Yokohama khoảng 20 km. Đấy, trước mắt quý vị các bạn đây là hai cặp loa Yamaha cùng đời nhau, cùng số hiệu với nhau, nhưng mà Nhật Bản nó xếp hạng đánh giá thì giá trị của nó, giá tiền của nó lại khác nhau, nó chênh nhau khoảng 2 triệu nha. Mở cho anh em xem. Đấy. Ở Việt Nam thì đa số anh em mình mua loa và mua âm thanh thì đa số là muốn kiếm một cái cặp nó nguyên bản và nó nguyên chất xịn từ Nhật Bản về. Thì tất cả những cặp loa mình quay ở siêu thị này đều là dòng hàng lướt nha anh em nhé, hàng nguyên bản, nó nguyên chất luôn. Nhật nó xài một thời gian ngắn thì có thể nó thay, cuộc đời họ sản xuất thực ra thì họ trải nghiệm nhiều thôi. Đây là hai cặp loa vô cùng đẹp, Yamaha NS500M. Giá tại Nhật của nó thì có hơn 4 triệu thôi. Một con thì hơn 4 triệu, một con thì hơn 3 triệu. Con này thì nó nặng lắm, nó nặng thì mình không thể gửi máy bay được nhé. Chờ sau này tàu biển hoạt động rồi thì gửi về thì quá ngon lành luôn, cặp loa này. Biết Việt Nam bán bao nhiêu nhưng mà Nhật bán nó có hơn 4 triệu và hơn 3 triệu thôi. Là tất cả các hàng mình quay là hàng xài lướt anh em nhé. Xài lướt thì bao giờ nó cũng đẹp và nó nguyên sáng. Ở Việt Nam thì anh em hay nói đến khái niệm hàng bãi, hàng bãi nguyên bản và nguyên chất. Thì mình sang đây mình làm nghề bao nhiêu năm mình biết được mà hàng bãi thì nó không có nguyên chất như anh em thường nghĩ đâu. Hàng bãi nó chỉ có 20% là nguyên chất thôi, 80% là hàng rác. Còn tất cả các hàng xài lướt này thì thực sự là người ta không bán xuống bãi như anh em nghĩ đâu. Hàng này, hàng bãi không thể mua được, cái giá nó lệch nhau quá nhiều. Đấy, thì ở cái tiệm này rất nhiều loa Yamaha. Con này cũng thế này, kiềng sáng luôn, chép thì sáng nhưng mà kiềng của bát thì hơi bị rôm rồi. Tuy nhiên cái chất của nó thì vẫn nguyên si luôn, đẳng cấp luôn. Đấy, thứ hai thì mình đi làm tiệm đồ cũ thì mình cố gắng để quay cho anh em xem, anh em có thể quan sát ở đây và anh em có thể biết được cái giá tại Nhật. Cái giá của con này là NS460, nó hơn 2 triệu tiền Nhật, hơn 2 triệu tiền Việt rồi. Mà giá này mình đang nói giá là giá tại Nhật nhé. Giá về Việt Nam thì nhiều thứ nó chi phí nó cao, nó đẩy lên thì giá nó sẽ tăng lên. Mà những con này nó to nặng như này thì không thể gửi máy bay về ngay được, đi tàu biển. Tàu biển thì bây giờ họ chưa có chạy đấy, thì anh em có thể cứ quan sát cái video này thì sau này tàu biển hoạt động rồi mình sẽ thông báo rộng rãi đến anh em, anh em có thể lựa chọn cho mình những cặp loa ưng ý nhất tại Nhật Bản về để chơi. Đây là những dòng loa nhỏ này, dòng loa mini chút. Những cái dòng này thì đi máy bay về là vô cùng hợp lý này anh em. Đấy thì mình gửi máy bay về thì nó chỉ hơn tuần, 2 tuần là nhận được hàng thôi.
gửi đi khắp mọi miền Tổ quốc anh em nhé. Mình gửi về tận An Giang này, Cà Mau này, Hà Giang, Móng Cái, đi khắp nơi luôn. Quan trọng là anh em chọn cho nó phù hợp thôi. Có những cặp loa rất là phù hợp để chơi. Nếu anh em hỏi là hàng ở bên đây gửi về như thế nào và mua hàng như thế nào thì anh em cứ chuyển tiền tại tài khoản ở Việt Nam thôi, thì mình gửi hàng bên đây về, mua hàng như ở Việt Nam thôi, chuyển khoản tiền Việt tại Việt Nam, sau đó mình gửi hàng trực tiếp bên Nhật thì về tận nhà anh em luôn. Số điện thoại của mình thì 0703 113 4526, dùng Zalo nhé. Zalo của Nhật Bản thì anh em phải bấm số đầu tiên này 81703 113 4526. Thì lát nữa mình sẽ để cái số điện thoại của mình ở cái phần mô tả của cái video này, hoặc là mình để cái phần bình luận đầu tiên ấy. Vì đây là những dòng loa mini, dòng loa nhỏ. Đặc biệt ở Nhật Bản người ta bán hàng thì người ta cứ phân loại và đánh giá thôi. Được cái là nó không, họ không có sửa chữa gì đấy. Tất cả các thứ đều nguyên bản. Sống là sống mà chết thì để là bán chết. Như đây có cặp lò nhỏ nhỏ này, tuyệt vời luôn. Gửi về Việt Nam bằng máy bay thì vô cùng thuận lợi luôn. Giá cước nó cũng hợp lý. Còn này con Bose 201, 205 mã Music Monitor, là kiểm âm anh em ơi. Con này sản xuất tại Mỹ luôn, vô cùng hợp lý để chơi. Con này giá cụ thể về đến nhà thì mình chưa nắm được đâu, tại phải cân, nó liên quan đến cân nặng chắc là khoảng hơn 6 triệu đây anh em ạ. À, mình nhớ mình gửi một cặp như này về Sài Gòn rồi, hơn 6 triệu, 6 triệu 2, 6 triệu 3 gì đấy một cặp này. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo cho mình nhé, hoặc là qua Facebook. Facebook thì loa 2GP, Zalo thì cũng mình để cái tên cũng là loa 2TV luôn. Con này là con 201 CD4. Cái thông số kỹ thuật của nó, con này sản xuất tại Mexico nên anh em. Đấy, hàng này hàng về thì cứ cắm điện mà là xài thôi. Con này cũng nhẹ nhàng, về Việt Nam giá của nó cũng loanh quanh khoảng 5 triệu thôi, khoảng tầm đấy thôi, 5 triệu hơn 5 triệu. Có thể nó sai lệch một chút nhé, tại vì mình chưa cân đo cụ thể đấy. Anh em có thể viết chi tiết thì nhắn tin qua Zalo là mình trực tiếp mình gọi điện trao đổi trả lời luôn. Đây có rất nhiều các dòng loa nhỏ nhỏ này, nghe hay lắm. Còn này thế là lạ, không biết loa gì, kéo cho anh em xem, thấy nặng nặng. Gì mà đắt thế nhỉ? Tại Nhật là hơn 6 triệu, 7 triệu kìa. Và lạ nhỉ, như thương hiệu của châu Âu. Móc ra cho anh em xem đằng sau là cái gì.
Nặng phết anh em ạ. Ai chà, con này nó hai cầu rồi nhỉ. À, diamond chép kim cương anh em ơi chà. Mỗi điều là sản xuất tại China. China này China hàng của công ty, hàng của hãng anh em ạ. China xịn ấy, chứ không phải là China móng cái nhé. Anh em hiểu, nhiều khi anh em hiểu vậy thì mua được, nhưng mà đa số người Việt mình cứ nhìn thấy chữ China là không thích. Bản thân mình cũng nhìn thấy vậy là không thích, mặc dù là hàng chính hãng. Đây có cặp này đáng chơi này anh em, đáng sưu tầm. Mình xem, đấy, con này có KIF IQ3. Giá tại Nhật của nó là khoảng 6 triệu. Con này là size nhỏ luôn, cực kỳ hay luôn. À, con này con đồng trục anh em ạ. Hay đấy. Nên nó cao khoảng gần 40 cm, bát khoảng 16, chép nằm giữa bát luôn, đồng trục đấy. Mới lắm anh em, đẹp cực kỳ luôn, con này vô cùng đáng sưu tầm, tiền của nó cũng hợp lý, về Việt Nam chắc nó chỉ hơn chục triệu tí thôi. Con này nó nặng mà. Đấy. Cụ thể nó bao nhiêu thì anh em có thể nhắn tin qua Zalo để mình cân đo lại, để mình báo giá cụ thể. Nhưng mà chắc nó chỉ khoảng hơn chục triệu là về đến Việt Nam. Ôi giời, mới chưa? Xem em sản xuất tại đâu là quan trọng, ăn tiền hay không. Ai xả, sản xuất tại Anh luôn anh em ạ, ngon luôn. Sản xuất tại Anh luôn, tuyệt vời. 8 ohm, 15 đến 120W mà anh em. 120W full luôn, hay đấy. Chưa có một vết xước nào, thì tuyệt vời luôn. Đấy, chơi chơi con này này, nó mới hay này. Tiền là của ấy anh em bỏ đồng tiền nó xứng đáng một xu luôn, từng xu một luôn. Nhiều anh em đang nằm xem tại nhà, chân nọ gác lên chân kia nhưng mà vẫn mua được hàng tại Nhật. Đấy, bây giờ xu hướng bây giờ là như vậy anh em ạ. Thời đại nó như vậy thôi. Trước khi anh em mua hàng ở Nhật thì anh em có phải nhờ người thân, người quen, hoặc là anh em trực tiếp đi du lịch qua đây mới mua sắm được. Nhưng bây giờ anh em ngồi tại nhà, anh em có thể bấm qua Zalo, anh em có thể chuyển tiền tại Việt Nam tại nhà luôn. Hàng từ Nhật sẽ về tận nhà anh em luôn. Nói chung là quá tuyệt vời luôn, để sưu tầm, để sắm sửa. Quay cho em hai con đàn ông âm ly. Âm ly này nhỏ nhưng mà vô cùng hay anh em nhé. Rất nhiều bạn. Đây, con này con 390 AE. Đẹp luôn, bóng loáng luôn. Con này full điều khiển luôn anh em ơi. Giá tại Nhật rồi bây giờ nó đã 5 triệu rồi, về đến Việt Nam này hơi cao chút đấy. Như con này con 390 45 mã CD4. Nhiều anh em bảo con này Việt Nam nó bán có 3 triệu thôi. Không biết hàng không sao nó bán có 3 triệu, anh em thấy tại Nhật đã gần 4 triệu rồi này. Đây con này con âm của hãng Pro, hãng 1410.
Cái giá sốt sườn của nó cũng 12 man, hai mấy triệu ấy. Tại Nhật bây giờ nó bán cũng cao phết. Tại Nhật bây giờ là 8 triệu rồi. Con này con bóng đèn này. Mới quá nhìn hơi loá. Giá hơn 10 triệu tại Nhật vô cùng hợp lý. Bốn ôm, tám ôm, chơi được nhiều loa. Nhiều anh em hỏi mua hàng ở bên Nhật thì về như là mua rất đơn giản anh em ạ. Anh em lựa chọn ví dụ con CD này nhá, đẹp nhá. Anh em chụp ảnh lại xong em gửi qua Zalo cho mình hỏi là con này bao tiền về Việt Nam. Đấy là mình sẽ trả lời anh em cụ thể. Đấy, con này con CD1650R vô cùng đẹp luôn, mới mới tinh luôn, gần mới tinh luôn. Con này nhiều Việt Nam anh em nhiều người chơi con này vì giá nó phù hợp. Đấy, thì anh em chụp ảnh lại màn hình xong em gửi cho mình qua Zalo hỏi xem con này còn không này. Giá tiền về Việt Nam cụ thể là bao nhiêu thì mình sẽ báo anh em. Anh em mình sẽ thỏa thuận, nếu ok thì là mình chuyển tiền tại Việt Nam, là mình gửi hàng trực tiếp tại bên đây về tận nhà anh em luôn. Rất đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng. Đấy, bây giờ mình đi vòng vòng qua một số nữa em còn cái gì hay hay không nhá. Đấy, anh em xem mà xem video này mà thấy vui thì bấm cho mình một like nhá. Để tăng lại, tăng tương tác. Nhiều người biết đến kênh xem cho nó vui. Trước mắt là xem vui đã, còn mua bán thì sau này tính sau. Nếu mà anh em thực sự mà muốn mua thì nó cũng dễ thôi mà. Ở đây rất nhiều con dọc đài với lại dòng dàn mini nhỏ nhỏ. Đây có bộ hay này, bộ 321 này. Quan sát từ nãy giờ mà không thấy giá cả đâu cả. Trượt mất đâu hay là lẫn đâu không biết. Cái bộ này thì nguyên luôn, điều khiển thì dây thì là rắc này. Giấy tờ này. Về chỉ việc cắm mà là ăn thôi anh em. Bộ này thì 321. Đấy, nó có hai quả loa này. Một cục trầm. Đấy là đủ một bộ của nó luôn. Bộ này về Việt Nam cũng không đắt lắm đâu, vài triệu thôi. Mình đoán vậy thôi vì trước đây mình đã bán một bộ rồi mà. Bây giờ đây không thấy giá của nó đâu rồi. Anh em nào quan tâm có thể nhắn lại mình để mình hỏi lại giá nhé. Mình báo lại trên Zalo thôi. Lát nữa quay xong cái video là mình sẽ ra mình hỏi giá họ sẽ bao tiền. Còn nhiều anh em hỏi mình là có loa sân khấu không thì bây giờ mình gặp một cặp loa sân khấu vô cùng đẹp, mình ra quay cho anh em xem. Nhất anh em làm đám cưới này hay thích cái cặp như này này. Đấy anh em thấy không, nó cao khoảng 1,4 m, 1,5 m anh em ạ. Mình ước lượng vậy thôi, khoảng 1,4 m. Khủng luôn, kinh. Hiệu JBL. MRX525. Có giá bán xuất xưởng tại Nhật là 70 mấy triệu, 75 triệu. Hiện tại bây giờ nó bán có hơn 10 triệu thôi, tại Nhật. Có giá khá rẻ luôn. Con này mà đi tàu biển anh em nào sắm thì ngon này. Tàu biển về Việt Nam thì giá nó cũng không cao lắm đâu. Thế chắc là full bộ luôn này. Đấy cả hai cục này nữa này.
Classic Pro giá hợp lý nhỉ, quá tuyệt vời luôn. Một quả này tại Nhật bây giờ có hơn 2 triệu, còn cặp này thì nó hơn 10 triệu. Hay nó để giá sai nó như nào không biết, sao rẻ thế nhỉ, xem sản xuất tại đâu mà rẻ vậy nha. Úi rồi, sản xuất tại Mỹ anh em ạ, hàng khủng đấy. Cộng trừ 1, 4 ôm. Quá hợp lý để chơi anh em ạ. Về anh em nào phục vụ đám cưới hay có dịch vụ tổ chức sự kiện ngoài trời này, sắm một bộ này thì quá hợp lý luôn. Vâng, thì clip này mình xin tạm dừng tại đây nhé. Thì kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, thì hẹn lại anh em những clip kế tiếp. Một lần nữa xin chân thành sự cảm ơn sự theo dõi của